Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, chắc hẳn không ít người đã nhận được những cuộc gọi bảo dưỡng kiểm tra máy lọc nước. Thế nhưng, thực tế đằng sau những cuộc gọi giả danh là nhân viên của các công ty máy lọc nước này là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. Một phút, vặt cả triệu đồng. Theo phản ánh của người dân, cách đây không lâu, chị Nguyễn Minh Khuê ở quận Đông Đa, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ người tự nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng máy lọc nước. Đúng hẹn thay lõi, một thanh niên ngoài 20 tuổi đến nhà chị Khuê. Vì tin tưởng đó là người của hãng nên chị mở cửa cho nhân viên vào và tự làm việc trong bếp. Bằng chiêu trò lừa lọc, chị Quê sau đó đã được yêu cầu thanh toán 2 triệu 100 nghìn đồng, trong đó có 1 triệu 800 nghìn đồng tiền lõi lọc, 300 nghìn đồng tiền vòi. Nam thanh niên nói sẽ trả lại số tiền 300 nghìn đồng khi quay lại lắp trả vòi cũ. May thay, chị đã phát hiện ra kịp thời gọi bảo vệ và an ninh tòa nhà nên không bị mất tiền oan. Thực tế hiện nay, nhiều người dân sinh sống tại Hà Nội thời gian qua phản ánh về việc bị các đối tượng giả danh là nhân viên của các công ty máy lọc nước lừa đảo. Kẻ gian tiếp cận gia đình, lừa thay lõi lọc nước với giá cao gấp 3 đến 4 lần. Các đối tượng thường tự xưng mình là bên công ty máy lọc nước hoặc kể ra một loạt các máy lọc nước thông dụng, sau đó thuyết phục khách hàng cho mình đến kiểm tra miễn phí. Khi khách sập bẫy, chúng sẽ đến nhà để thay lõi với giá cắt cổ trước những vụ việc đáng tiếc trên khuyên cáo người dân khi nhận được cuộc gọi chủ nhà nên đưa ra các câu hỏi để kiểm tra xem nhân viên có biết gia đình mình lắp loại máy nào và lắp từ bao giờ không căn cứ vào câu trả lời chủ nhà có thể biết được bên gọi có chính xác là đơn vị cung cấp máy cho nhà mình trước đây hoặc đơn vị uy tín nào khác nếu đúng đơn vị đã lắp máy trước đây họ sẽ có phần mềm quản lý khách hàng và biết rõ thông tin khách hàng nếu người được gọi không trả lời được thì chắc chắn đó là giả mạo